bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng học hành, làm theo nghề học tập và ý chí vươn lên. Trong năm học 2023-2024, tôi được ban giám hiệu nhà trường phân công phụ trách giảng dạy tại lớp là 3-4 tuổi A. Ngay từ những ngày đầu trở đến lớp, tôi đã quan sát và nhận thấy rằng kỹ năng tự phục vụ, tự lập của các con còn rất nhiều hạn chế. Từ việc đến lớp, các con không biết tự cất đồ dùng cá nhân cho đến những thức ăn, rất nhiều trẻ chưa tự giác xúc và được tô lên bóng. Đó là kết quả của việc cha mẹ thể hiện tình cảm của mình với con cái. Do điều kiện kinh tế đủ đầy, con cái là ít nên phụ huynh thường hay nuông chiều, làm hộ hay cần đón trẻ nhiều việc mà trẻ tự làm được. Từ đó dẫn tới trẻ bị thụ động, thiếu kỹ năng lao động, thiếu tự tin, sinh ra thói quen dựa dẫm, nghỉ lại cho người khác, làm cho tính tự lập của trẻ khó phát triển. Là một giáo viên mầm non, nhận thức được tầm quan trọng của việc dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ ngay từ lứa tuổi mầm non, đặc biệt là trẻ mẫu giáo. Chính vì thế tôi đã lựa chọn đề tài một số biện pháp hình thành và giáo dục tính tự lập cho trẻ lớp 3 đến lớp 5 tại trường mầm non Hương Em để thực hiện trong năm học này. Và sự cần thiết của biện pháp đó là giúp trẻ có thể phát triển toàn diện mọi mặt thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ và nền tảng kỹ năng xã hội, giúp trẻ có những kỹ năng cơ bản để phục vụ nhu cầu của bản thân cũng như giúp đỡ mọi người xung quanh, phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển của trẻ, giúp trẻ vận động, sáng tạo, tự tin, tự lập cũng như thực hiện kỹ năng cơ bản trong cuộc sống. Từ những nhận thức của mình về vấn đề đó là tự lập cho trẻ mẫu giáo, đã tiến hành khảo sát trẻ theo những kỹ năng cần thiết để giáo dục tính tự lập cho trẻ, đã thực hiện khảo sát và có thành quả như sau. Một, đó là về việc trẻ có thể tự rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh. Thời điểm khảo sát tôi là tháng 9 của năm học. Tổng số trẻ đạt đó là 6/19, tỷ lệ đạt 31.6%, số trẻ chưa đạt 13/19, 68.4%. Tự giúp cơm ăn và lấy nước uống, tỷ lệ trẻ đạt là 9/19, số trẻ đạt 9/19, tỷ lệ là 47.4%, trẻ chưa đạt 10/19, tỷ lệ 52.6%. Trẻ tiếp tục mặc, cởi quần áo, đi tháo giày dép, còn khăn đội mũ. Trẻ đạt 8/19, tỷ lệ 42.4%. Trẻ chưa đạt 11/19, 57.9%. Trẻ tự lấy đồ chơi và tặng đồ chơi được đúng nơi quy định, đạt 7/19 trẻ, tỷ lệ 36.8%. Chưa đạt là 12/19, tỷ lệ 63.2%. Trẻ đã chuẩn bị giờ ăn của cô giáo, đạt 9/19, tỷ lệ là 47.4%. Chưa đạt 10/19, chiếm tỷ lệ 52.3%. Trẻ biết lấy gối giải chiếu chăn và khớp gối cùng cô giáo chuẩn bị giờ ngủ. Trẻ đạt là 6/19, tỷ lệ 31.6%. Chưa đạt 13/19, tỷ lệ 68.4%. Và trẻ tự chọn góc chơi, vai chơi theo nhu cầu của mình. Trẻ đạt là 7/19, tỷ lệ 36.8%. Còn chưa đạt là 12/19, chiếm 63.2%. Tính mới của biện pháp này sẽ tạo, đó là tạo cho trẻ nhiều tình huống để trẻ phát huy tính tự lập của trẻ, xây dựng các hoàn cảnh khác nhau để tạo cơ hội cho trẻ được vui chơi với bạn bè, từ đó hình thành tính tự lập cho trẻ, tổ chức cho trẻ một số hoạt động trải nghiệm cho trẻ phát huy tính tự lập, thường xuyên cho trẻ hoạt động nhóm để trẻ đưa ra mục tiêu và có thể hoàn thành mục tiêu. Nội dung của giải pháp bao gồm có 6 biện pháp. Biện pháp 1 là rèn những kỹ năng cần thiết phù hợp cho trẻ để phục vụ và làm các công việc vừa sức trẻ. Biện pháp 2, tổ chức tập luyện cho trẻ các công việc được phục vụ cấp cao qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Biện pháp 3, phân công công việc cho trẻ một cách hợp lý, động viên khích lệ trẻ kịp thời. Biện pháp 4, tạo môi trường tình huống để trẻ phát huy tính tự lập cho trẻ. Biện pháp 5, tạo điều kiện để trẻ được vui chơi với bạn bè, chấp nhận và thỏa mãn nhu cầu tự lập của trẻ. Biện pháp 6, tuyên truyền phối hợp với phụ huynh cùng giáo dục tính tự lập cho trẻ. Biện pháp 1, rèn những kỹ năng cần thiết phù hợp để cho trẻ phục vụ và làm các công việc có sức. Thì ngay từ đầu năm học, tôi đã đặt ra các mục tiêu để rèn luyện các kỹ năng cho trẻ ở lớp, như kỹ năng tự bản thân, rèn cho trẻ đó là tự biết cất đồ chơi cá nhân, đồ dùng đồ chơi cá nhân khi đến lớp, như là tự cất dép này, đồ dùng cá nhân của mình, ba lô này, tự kỹ năng
Để có thể thường nhặt đồ chơi, tự cởi, mặc áo, mặc quần áo, rửa mặt, rửa tay, đi dép, tự cất dép, lấy đồ dùng cá nhân. Và một số thói quen tốt không ăn uống là thức ăn. Giữ gìn kỹ năng giữ gìn vệ sinh, tự thay rửa quần áo khi cần thiết. Tự lau miệng sau khi ăn, xả nước sau khi đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay bằng xà phòng. Khi tay bẩn cảm giác bỏ đúng nơi quy định và rửa tay chân khi thấy vết bẩn, tự biết đi vệ sinh khi có nhu cầu. Kỹ năng hỗ trợ người khác, trẻ tự biết cất lấy đồ dùng học tập, chuẩn bị bàn ăn, đi nước vốn khi được nhờ sách phụ đồ hoặc là tưới cây. Biện pháp 2, tổ chức luyện tập cho trẻ các công việc tự phục vụ. Thông qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, mọi lúc mọi nơi, và thông qua hoạt động đón trả trẻ, trẻ mới đến trường thì chưa có thói quen tự cất và lấy đồ dùng cá nhân của mình. Một mặt là do trẻ chưa được rèn luyện, mặt khác là do phụ huynh quá nuông chiều con cái dẫn đến trẻ không bị thụ động. Trong các hoạt động không bao giờ đón trả trẻ, tôi rèn cho trẻ các kỹ năng lao động như tự in giấy phép, tự mặc áo, bằng khăn lội mũ, keo cặp, ba lô. Và trao đổi với phụ huynh về nội dung kiến thức để luyện các kỹ năng thói quen lao động cho trẻ. Thông qua hoạt động học có mục đích, có chủ đích, hoạt động học có chủ đích cũng là bao giờ có mục đích yêu cầu và kiến thức kỹ năng thái độ cho trẻ, dành cho trẻ thói quen tự lấy vợ đồ dùng học tập và tự cất đồ dùng đúng nơi quy định. Trong khi thực hiện các yêu cầu của cô, các hoạt động của trẻ phải chủ động cố gắng hoàn thiện cái sự yêu cầu và giúp đỡ của cô giáo. Thông qua hoạt động vui chơi, phần lớn các kỹ năng của trẻ rèn luyện thông qua hoạt động vui chơi. Như chúng ta đã biết thì hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ. Cô giáo hoặc các vui chơi giúp cho trẻ bảo đảm nhu cầu là người lớn ở trẻ. Thông qua vui chơi thì hình thành ở trẻ kỹ năng sử dụng đồ chơi, đồ vật. Mặt khác có thể giáo dục cho trẻ tính tự lập. Thông qua trò chơi một cách thuận lợi có thể dạy trẻ tự chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, tìm góc chơi phù hợp cho mình, tự cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. Thông qua trò chơi trẻ được nhập vai vào vai chơi mà quên mất mình là trẻ con, do đó tính độc lập tự chủ được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Tiếp theo đó là thông qua hoạt động ngoài trời. Hoạt động ngoài trời bao gồm các hoạt động quan sát có chủ đích, trò chơi vận động và chơi tự do. Thông qua hoạt động ngoài trời trẻ có nhiều cơ hội để khám phá môi trường xung quanh, tích cực hoạt động, do đó trẻ nắm được tri thức và các kỹ năng lao động đơn giản để chăm sóc vườn rau, chăm sóc cây, chăm sóc một số con vật nuôi và một số gia đình. Tiếp đó, thông qua hoạt động ăn ngủ, thói quen tự lập trong hoạt động ăn ngủ là một nét tâm lý rất là quan trọng, cần phải hình thành cho trẻ ngay từ nhỏ. Vì thói quen này sẽ giúp trẻ có ý thức chủ động, tự giác trong ăn uống, vệ sinh, cần phải dạy cho trẻ tự giúp ăn, biết ăn hết suất, ăn uống có văn hóa và ngủ đúng giờ. Thông qua hoạt động ăn ngủ, trẻ có thể dạy trẻ cách chuẩn bị kỹ đồ dùng ngủ cần thiết như xếp bàn ghế, chia thìa, bát, lấy khăn lau và đĩa trước khi ăn. Thì có thể dạy trẻ cách xếp bát, thìa vào rổ, lau bàn, xếp ghế gọn gàng. Sau khi ăn xong thì sẽ cùng cô chuẩn bị cho giờ ngồi phút giải chiếu gối và cặp chiếu gối sau khi ngủ dậy, lượng quần áo gọn gàng và các chăn vào trong tủ. Biện pháp thứ ba, phân công công việc cho trẻ một cách hợp lý. Động viên khích lệ trẻ kịp thời. Đối với trẻ cần cho trẻ hiểu rằng mỗi người cần có trách nhiệm với công việc và hình thành thói quen làm việc cho trẻ. Phân công công việc hợp lý cho trẻ giúp trẻ làm việc có trách nhiệm hơn, phát huy tính tích cực năng động của trẻ. Trẻ sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi tổ chức các hoạt động ở trên lớp, giáo viên cần phân công công việc trực nhật cho trẻ trong các hoạt động và các buổi các buổi trong tuần. Ví dụ như trong giờ học thì chuẩn bị đồ dùng đồ chơi học tập trước giờ học và thu dọn đồ dùng sau giờ học. Trong giờ ăn và sau khi trong giờ chơi thì sau khi chơi thì phân loại đồ chơi và các đồ chơi đúng vào quy định. Trong giờ ăn có thể lấy ghế, kê bàn, lấy khăn, lấy bát đĩa. Trong giờ ngủ thì trải chiếu, lấy chăn gối chuẩn bị giờ ngủ, cất gối và cuộn chiếu trong giờ ngủ dậy. Đặc biệt là giáo viên khen ngợi đặc viên đánh giá cô
công việc mà trẻ làm được thì sẽ giúp trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tự tin và bản thân mình, và mong muốn được tiếp tục thực hiện những công việc tiếp theo. Khi thực hiện việc lớp này, giáo viên sẽ phải lưu ý việc khen trẻ và chê trẻ cần có tác dụng hướng dẫn hành động của trẻ, nghĩa là chỉ ra cho trẻ được khen cái gì hay chê cái gì và vì sao, để vừa có thể cho trẻ phát huy việc làm tốt hay rút kinh nghiệm việc làm chưa tốt. Biện pháp thứ tư, tạo môi trường tình huống để phát huy tính tự lập của trẻ. Trẻ học giỏi hoàn toàn có khả năng tự làm một số việc đơn giản, trẻ ý thức được điều đó và luôn chứng tỏ thử thách năng lực của mình trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Tạo cho trẻ môi trường thuận lợi để thực hiện công việc cách dễ dàng, an toàn, phù hợp với trẻ. Về không gian, thời gian, dụng cụ và đồ dùng, người lớn không tạo ra môi trường thuận lợi cho trẻ hoạt động thì trẻ sẽ khó để thực hiện công việc mà trẻ mong muốn, sinh ra chán nản và dần dần sẽ mất khả năng tự lập. Ngoài ra, để tạo điều kiện khích lệ trẻ tự lập thì người lớn cần chú ý đến sự tiện lợi, hình thức, vi cách thẩm mỹ, độ bền của đồ dùng đồ chơi và các tác dụng của nó. Biện pháp thứ năm, tạo điều kiện để trẻ được vui chơi với bạn bè, chấp nhận và thỏa mãn nhu cầu tự lập của trẻ. Trong quá trình chơi, trẻ bắt chước thao tác của người lớn, trò chơi thao tác vai của những trẻ làm xuất hiện nhu cầu của bạn chơi với các trò chơi đóng vai. Thông qua trò chơi đóng vai, trẻ cũng những được thỏa mãn nhu cầu làm người lớn của mình, và từ đó trẻ sẽ học được và tự lập cho các thao tác hành động với các đồ dùng, từ đó giúp trẻ tự tin, tự lập hơn cho cuộc sống. Thông qua đó, trẻ học được cách giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh. Khi sử dụng biện pháp này, giáo viên cần lưu ý hướng dẫn trẻ hành động với đồ chơi theo đúng chức năng và phương thức sử dụng của chúng, từ đó là cơ sở để trẻ sử dụng đồ dùng cần hướng dẫn trẻ tỉ mỉ, không nôn nóng, chủ động tham gia chơi với trẻ trong các trò chơi, tạo tình huống cho trẻ chơi, không can thiệp quá sâu vào trò chơi của trẻ, và qua đó để trẻ bộc lộ khả năng của mình. Khi trẻ có nguyện vọng tự lập, muốn được tự mình làm, trẻ hay nói để cháu con tự làm. Người lớn cần kịp thời nhận thấy khả năng mới của trẻ, tôn trọng thỏa mãn tính độc lập của trẻ dù được cho phép, đồng thời hướng dẫn trẻ một số việc tự phục vụ hoặc giúp đỡ người lớn để tính tự lập của trẻ được phát triển. Người lớn cần thay đổi thái độ cư xử với trẻ, nên không nên cầm đoán cho rằng đòi hỏi tự lập của trẻ là không thể thực hiện, mà nên tạo điều kiện để trẻ được tự làm, tự trải nghiệm công việc, thỏa mãn nhu cầu lần đó. Biện pháp 6, tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh cùng giáo dục tính tự lập cho trẻ. Ngay từ những ngày đầu trẻ đến lớp, tôi đã có sự trò chuyện với phụ huynh trong giờ đón trả trẻ, hay trong góc tuyên truyền qua các nhóm Zalo của lớp, hay qua buổi học sinh đầu năm, thì tôi luôn tuyên truyền để phụ huynh hiểu thế nào là cho trẻ tự làm những việc trong khả năng của trẻ. Bố mẹ chỉ là người làm mẫu và hướng dẫn trẻ, không nên làm giúp trẻ. Hay khi trẻ đã biết làm rồi thì người lớn nên khuyến khích động viên trẻ, cho trẻ rèn luyện tính tự lập đó nhiều lần để trẻ trở thành các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống của trẻ. Ví dụ qua nhóm lớp, qua Zalo nhóm lớp thì tôi đã thường xuyên ghi lại những hình ảnh video về các hoạt động của trẻ ở lớp để cho phụ huynh có thể xem và nắm được khả năng của con em mình, để họ có cái mặt giao nhiệm vụ cho con em mình thực hiện công việc tại nhà. Và tôi cũng khuyến khích các phụ huynh đó là ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc của các con để nhận tính tự lập của gia đình, để đăng lên nhóm lớp để các phụ huynh khác có thể biết và cùng làm theo. Và họ kích thích được sự thi đua trong trẻ, họ khuyến khích con em mình tự thực hiện để cải thiện kỹ năng tự lập cho trẻ. Khi ở nhà, phụ huynh phải làm một tấm gương sáng để trẻ noi theo, còn đạt trong gia đình cần phải sắp xếp gọn gàng. Khi đến lớp, tôi hỏi xem các con đã dựa mặt rửa tay sạch sẽ chưa, những trẻ thực hiện tốt tôi sẽ động viên khen ngợi, những trẻ chưa thực hiện tốt tôi nhắc nhở trẻ sẽ thực hiện tốt hơn vào hôm sau và trao đổi lại với phụ huynh. Hãy tạo điều kiện cho các con được thực hiện nhiệm vụ đó ở nhà. Và giờ trả trẻ cũng đều có sự trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ ngày hôm đó, là hôm nay các con đã được học những gì, con đã làm tốt được những gì để phụ huynh biết được, và họ sẽ giao nhiệm vụ cho các con ở nhà để các con cải thiện được tính tự lập của mình. Để kết